Mẹ mua cho em một bịch bột bánh bao và bây giờ em và bé Quỳnh cùng làm đây. Cứ theo hướng dẫn trong đó là làm thôi, chứ cũng không biết nữa, tại vì lần đầu làm mà. Bây giờ bắt đầu trộn trộn nhào nhào xong rồi để ủ bột 1 tiếng và được nở ra như thế này. Và bây giờ nhân cũng đã xong và chúng ta bắt tay vào làm thôi. Em làm trước một cái, bây giờ tới bé Quỳnh nè. Cái mấy cái gì vậy? Nó con cho nó mỏng cái gì vậy? Đúng rồi, gấp đối diện là hai, xong rồi bấm 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 vô cho chặt con, rồi xong gấp đối diện bên kia lại nữa con, gấp gấp đối diện bên kia lại vô. Ôi biết làm bánh bao luôn hả? Xong sao nữa, gấp vô ấy làm sao mà cho cái mấy cái mép nó dính vô hết nha. Bà ngoại ơi xuống coi bánh nó làm cho bà ngoại nè. Đây là những tác phẩm đầu tay của Quỳnh Quỳnh. Cục đầu tiên là cục tò, cục thứ cuối cùng là đây đó. Sau một thời gian luyện tập, tay nghề đã tăng lên đẹp hơn. Thành quả 7 chiếc bánh bao chay đầu tiên. Đây bắt đầu làm bánh bao mặn nha. Đây 4 chiếc bánh mặn với chủ đề khác nhau. Bánh đầu tiên là mặt cười hạnh phúc, thứ hai là trái tim hy vọng, thứ ba là tác phẩm của Quỳnh Quỳnh, tự giới thiệu. Đây là chiếc lá may mắn đó, Tiếp theo cái tác phẩm cuối cùng. đây tác phẩm cuối cùng mọi người có ăn ở ngoài không đó, cái đúng màu đỏ, nhưng mình không có màu đỏ, mình có màu xanh sáng chế. Ok. Nó nở đầy can luôn hay ơi. Đây, bánh bao đã ra lò à. Mặt mướp rồi, thành quả đây.